Tiêu Quý Tử, Khanh hãy theo trẫm tới Từ Ninh Cung gặp Thái Hậu. Hả? Tới gặp Thái Hậu? Khanh đã giết bọn thái giám do Thái Hậu phái đi. Không phải Khanh sợ Thái Hậu sẽ trách tội Khanh sao? Khanh đi theo trẫm để trẫm nói với Thái Hậu đó là ý muốn của trẫm. Vậy thì Khanh có thể giữ được cái đầu trên cổ của mình rồi. Dạ. Hả? Thì ra hoàng đế biểu ngươi làm như vậy à? Dạ phải Thái Hậu. Thật ra tất cả đều là ý của trẫm. Tiểu Quý Tử chẳng qua là sợ lộ mọi việc nên mới làm như vậy thôi. Hy vọng Thái Hậu được trách tội hắn. Nếu như bây giờ đã điều tra được chủ mưu là người của một gia ở dân Nam làm, Tiểu Quý Tử, ngươi lập được đại công rồi đó. Bẩm Thái Hậu, tất cả cũng nhờ hoàng thượng phán đoán như thần. Những gì nô tài làm hoàn toàn đều do hoàng thượng căn dặn. Tiểu Quý Tử, ngươi trách đùa như vậy, không lẽ cũng là hoàng thượng biểu ngươi làm sao? À phải, Tiểu Quý Tử, ngươi thích đi khắp nơi nô đùa như vậy, gần đây ngươi có đến đầu cầu mua hồ lô ngào đường không vậy? Bẩm Thái Hậu, gần đây đầu cầu không được bình yên cho lắm. Đề đốc Cửu Môn đã cho người bắt hết những người bán hồ lô ngào đường, nói là có thể trong đó có người xấu. Cho nên bây giờ những kẻ bán hồ lô ngào đường tất cả đều đổi nghề bán táo chua. Trong đó có những người nô tài cũng quen. Nô tài nghe kể nói là đến núi Ngũ Đài, núi Lục Đài gì đó để mua bánh bao mà hoàng thượng ăn về bán. Hoàng đế, Tiểu Quý Tử làm việc năng nổ, lại khôn ngoan lanh lợi, ta rất muốn giữ nó ở bên cạnh ta để hầu hạ ta. Không biết con trai thế nào? Sao hả hoàng đế? Vậy được. Tiểu Quý Tử, Thái Hậu đã đệ bạc ngươi rồi, con cũng mong tạ ơn đi. Dạ, tạ ơn điển của Thái Hậu, tạ ơn điển của hoàng thượng. Tiểu Quý Tử. Dạ. Ta có chuyện căn dặn ngươi, ngươi ở lại đây. Tiểu Quý Tử. Dạ. Lúc nãy ngươi nói ở núi Ngũ Đài kẻ mua bán mãn đầu, hắn nói chừng nào mới quay trở về kinh thành? Nô tài không biết, nô tài chỉ hẹn một tháng sau mới gặp mặt. Hắn hẹn gặp người ở đâu? Hắn nói đến lúc đó sẽ báo cho nô tài biết. Hả? Vậy cũng được à? Vậy thì ngươi ở lại Từ Ninh Cung đợi hắn báo tin cho ngươi biết. Liễu Yến. Dạ. Có nô tài. Thái Hậu có gì căn dặn không vậy? Tiểu Quý Tử làm việc năng nổ, lại thông minh lanh lợi. Điều đáng tiếc là hắn rất thích đi lại lung tung. Ha, không biết có cách gì có thể làm cho hắn ngoan ngoãn đừng đi lung tung nữa hay không vậy? Nô tỳ cho rằng ta chặt đôi chân của hắn, vậy thì từ nay hắn không được đi lại lung tung nữa rồi. Chân của tôi chặt không được đâu nha. Để tao chặt đôi chân của ngươi ra coi chân của ngươi thơm như thế nào. Thôi được, bà chặt đi. Cho bà chặt luôn cái đầu tôi á. Cùng lắm tôi về chào trời, nhưng bà sẽ mãi mãi không được xem 42 chân kinh. Ngươi nói cái gì? Bỏ chân ra. Đỡ tôi đứng lên. 42 chân kinh á. Ai nói với ngươi về chuyện 42 chân kinh? Bây giờ tôi lại không muốn nói. Ngươi có từng nói chưa? Tôi nói cũng chết, ông nói cũng chết. Tại sao phải nói cho bà biết? Nếu ngươi chịu nói ra, ta sẽ không giết ngươi. Bà gạt má ăn tàu hủ hả? Bà nói chuyện gì cũng không giữ lời. Tôi muốn bà suốt đời không được xem 42 chương kinh, để bà ân hận suốt đời luôn. Được thôi. Ngươi không xem được, ta cũng không xem được. Liễu Yến. Dạ. Móc cặp mắt của hắn ra cho ta. Đừng mà, tôi đầu hàng. Ngươi nắm mau lên. Buông ra, chỉ biết móc mắt người ta à. Liễu Yến. Dạ. Ngươi hãy theo hắn đi lấy quyển kinh thư về. Nếu như quyển kinh thư đó là thật, ngươi hãy thả hắn trở về với hoàng đế. Nhưng mà ngươi phải cẩn thận, đừng nghe hắn ăn nói lung tung. Dạ biết. Đi. Đi. Nè, ngươi chưa vô đó để làm gì vậy? Trời ơi, quyển kinh thư dưới gầm giường mà. Được, còn lấy quyển kinh thư ra. Quyển kinh thư bị con chuột cắn nát rồi. Ngươi còn dở trò với ta. Ah!
Ngươi muốn giết ta hả? Ta giết ngươi trước đã. Sư tỷ, cẩn thận. Hãy con mau thay đi. Trời ơi, mà Thái Hậu lúc nào cũng muốn giết mình. Được, để mình thấm một chút bột quỷ sát vô hại của bà mới được. Làm hư bàn tay của bà cũng tốt vậy, cho dù không làm hư được cũng có thể làm cho bà sợ. Bây giờ ngươi có vết thương, lát nữa ta sẽ đâm thêm như vài nhát. Nói chơi người chết. Của Di ta hả? Chắc là chưa biết thần công của Di Tiểu Bảo. Lần này bà chết rồi. Chúng ta đi. Lão quyền bà này vẫn còn 3 quyển 42 chương kinh sao? Được, mình phải tiện tay cưỡng đi luôn, chọc tức lão quyền bà mới được. Lần này bà chết rồi. Chết rồi. Thì ra là một cung nữ. Chẳng lẽ nó lại muốn tìm kinh? Cô không đi, lấy nữa lão quyền bà mà trở về bắt tôi chết theo cô. Cô đúng là không có liêm sĩ mà. Tiện nhân Liễu Yến này lấy quyển kinh thư đi rồi. Cô kêu Liễu Yến đi lấy kinh thư mà. Dĩ nhiên rồi, nếu nó không đi lấy kinh thư á thì nó đi đâu chứ? Tôi làm sao biết cô đã làm gì? Không chừng cô đã giết nó thì sao? Huynh là sư huynh của tôi mà, huynh không thể dùng những lời nói như vậy được. Hơn nữa Liễu Yến là sư muội của tôi, lẽ nào tôi lại làm như vậy? Cô làm chuyện gì cũng độc ác tàn nhẫn, có gì mà không dám làm? Trời ơi, chết rồi, có người lấy kinh thư. Ủa, là chân là bà? Tôi nhận ra đôi hài này là của Liễu Yến. Liễu Yến nó bị người ta giết rồi. Chứng tỏ tao nói đâu có sai đâu. Cô nói cái gì vậy? Tất cả đều do một mình cô bày ra. Nếu cô không giết Liễu Yến, tại sao có chân là bà ở đây chứ? Tới lúc này Quynh còn nói như vậy sao? Cơ bộ kẻ lấy kinh thư chạy không xa được đâu. Chúng ta đuổi theo đi. Ê, không cần. Tôi nghĩ người này vẫn còn ở đây. Thật ra toàn bộ câu chuyện đều do một mình cô gây ra. Có người.
Không phải chứ, vậy mà cũng nghe được. Sao rồi? Chết rồi, mình không có lấy một viên nhổ câu muốn chạy cũng không có dễ.